nam mô bổn sư thích cao ni phật kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp về cái cuộc tranh biện giữa đại đức Na tiên và vua Di Lăng Đà cái này nữa sau buổi cúng dường tạm thể đức vua thỉnh tất cả tỳ khưu tăng về chùa ăn nghỉ chỉ xin lưu lại 10 vị cùng với đại đức na tiên dự buổi pháp đàm đức vua thỉnh đại đức na tiên cùng 10 vị tỳ khưu ngồi cao phía trên ngài ngồi bên dưới cùng với quần thần rồi bạch Chúng ta thấy cái thời đó nó còn là cái thời kêu bằng cũng chánh Pháp. Cho nên nhớ trong kinh nó cái người, cái vị thầy tăng ở trên và cư sĩ thì ngồi dưới. Đó là cái thời mà cái Phật Pháp còn được tôn trọng, chánh Pháp và các vị tu hành. Nó có cái ai đức. Còn bây giờ thì nó không phải như vậy nữa một cái điểm này chúng ta thấy cái chánh pháp và cái giáo lý của Đức Phật nó được tôn trọng ở một cái mức độ hay là trang trọng kính trọng như thế nào thưa phẩm chậm đã sẵn sàng rồi Tâu bằng tăng cùng cũng đã sẵn sàng rồi đại vương hãy tùy nghi thế thì trẩm xin hỏi đây sống đời xuất gia có gì là lợi ích có gì là câu thượng cho nên cái câu đầu là bởi vì ông vua ông sẽ hỏi ông đã hỏi là sống cái đời xuất gia như quý thầy thì có gì lợi ích lợi ích như thế nào và sau gọi là câu thượng Um, tỳ khen nói tiếng với trả lời Tâu Đại Vương Người sống đời xuất gia thành tựu được bốn điều lợi ích Thứ nhất là không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn sanh Hai là khổ sanh à, Tức là cái thân chúng ta Nó là cái hợp chất của năm ấm Nghĩa là sắc Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thất ấm tức là về cái sát thân vật chất này trong cái sự điều phối phối hợp của đất nước gió lửa và cái thức à. cho nên người xuất gia thành tựu được bốn điều tức là cái điều thứ nhất là không có khổ khi một ngũ uẩn sanh hay là khổ sanh à cái điều này nó cũng ẩn khuất nó không rõ ràng lắm để rồi chúng ta sẽ, sẽ, sẽ nói sao thứ hai là không còn khổ sầu khổ khi ngủ uẩn héo mòn triều tụy hay là khổ già thứ ba là không còn sầu khổ khi ngủ uẩn đau đớn nhức nhối khó chịu hai gọi là khổ bệnh. Thứ tư là không còn sầu khổ khi ngủ uẩn tàn hại diệt mắt, hay gọi là khổ chết. Tức là cái sự sanh, già, bệnh chết. À. Đối với cái người xuất gia là nó sẽ 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 vượt qua, mình sẽ bước qua những cái cái để xem xem. những cái cái tiến trình đó. Ừ. À nghĩa là không tức là nói này thực sự là nói về cái quả còn cái nhân của của xuất gia là cái hình thức của xuất gia chúng ta nghĩa là nói mình chưa nói tới nhưng mà cái 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 quả của người xuất gia là nghĩa là không còn khổ về sự sanh không còn khổ về sự già không còn khổ vì bệnh, không khổ vì chết. Đây là do cái thiền quán, do cái quán trí của người xuất gia. Bởi vì người xuất gia có cái khả năng quán tưởng để thấy biết được cái cái sự sanh già bệnh chết. Từ cái cái thân vật lý này cho đến cái tâm phiền muộn, lo âu, sợ hãi như thế nào. Vì chỉ có cái người xuất gia mới tĩnh lặng, mới rảnh rang, mới có thể quán chiếu được để mà thấy được điều đó ừ. nhưng mà có thể nói là cái tỷ lệ mà như câu này nói thì bây giờ nó cũng không có được nhiều thật sự nó không nhiều bởi vì có khi người xuất gia ừ, vẫn còn có cái sự khổ ừ. nghĩa là bởi vì người xuất gia này chưa hát chưa chắc đã chấm dứt sự tái sinh đó, nhưng mà theo cái cái nguyên tắc và cái kết quả thì người xuất gia bởi vì xuất gia nếu đúng pháp á, thì chấm dứt sự tái sinh và dù hiện đời hay là ngày sau đều thấy được cái tính chất khổ thấy được cái ngũ ấm bởi vì thấy được ngũ ấm thì trong đó mình không có cái bản ngã là ta như thế này, ta như thế kia. Bi không có cái ta thì mình cũng không có cái của ta. Cái thân này nó nương nơi cái cái từ là ta. Cho nên nó có nói khổ ta, nó là của ta. Nếu mà mình hiểu cái ta thật sự nó vô nghĩa. Nó có một cái tính ngớ ngẩn, không không có thật. Nếu mà quan sát thật cái ta nó không có. Thì cái của ta này nó tự nhiên nó tự bốc khói nó no. no. cho nên vừa cũng như bây giờ một cái người mà họ gặp một cái tai họa lớn ví dụ nửa đêm mà nước nó nó nó, nó đổ về cũng như là luộc bão đó như là nó chảy về rầm thì tự nhiên người ta hoảng hốt trong cái cơn kinh hoàng sợ hãi đó thì chính cái con người của mình còn không có mình còn không thể đủ cái khả năng mà đứng đó mà suy nghĩ mà 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 tính toán là mình nên là gì thì cái lúc đó chỉ có một sự hoảng sợ một sự khốn khổ và mình bương mình chạy cho nên mình không không nghĩ về mình mà cũng không nghĩ về của cải xung quanh đó. nếu trong nửa đêm mà thoát lũ hoặc là chiến tranh dồn dập và cái gì đó thì thực sự chúng ta thấy cái tâm lý đó là một cái tâm lý nó không kịp để mà tính toán hay cái gì hay cả nhưng mà cái đó là nó một trăm phần trăm nó thuộc về trần tục còn ngược lại với cái điều đó là cái người xuất gia là cái người có cái khả năng quán chiếu về thân khẩu ý quán chiếu được về tất cả cái cái khổ cái thọ cái tưởng hành cái thức tất cả nó đều trống rỗng nó đều không có thật nếu quán chiếu được như vậy thì cái người xuất gia là vượt qua cái 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 khổ sanh khổ già khổ bệnh khổ chết như là cái bài này đương đương nói đó ừ. sự thay đổi biến hoại tiêu diệt của ngũ uẩn sanh lão bệnh tử người xuất gia hằng suy niệm hằng quán tưởng nên sẽ thoát khỏi sầu bi khổ ưu não chi phối là những lợi ích thù thắng đấy thưa đại vương đó, ông trả lời cái câu đó đúng thế quả thật là lợi ích to lớn giữa cõi nhân sinh này bởi vì khi chúng ta nhận diện thấy được điều đó là một là cái người thực hành có kết quả và thứ hai là cái bậc trí tuệ qua cái lời nói đó thấy được rất rõ ràng vô diên đàn lân đà không phải là cái người mà tu tập người xuất gia nhưng mà ông là một cái bậc trí tuệ và nhờ cái trí tuệ đời trước, hôm nay, cái sự sáng suốt, quán chiếu đó, cho nên ông thấy cái điều đó là đúng. Và ông biết là đó là cái lợi ích to lớn trong cái nhân sinh tồn tại bây giờ. Không có cái gì cao thượng hơn cái, cái chỗ mà xuất gia. Cho nên trong kinh nó nếu mà xuất gia một ngày mà cho đúng thì thật sự, nó cái phước báo còn hơn sống vô lượng kiếp mà làm việc lợi ích bất cứ điều gì. Nó cũng không bằng cái, cái công đức xuất gia trong một ngày. Hay là trong kinh bác quan trai nói mình chỉ thọ bác quan trai một ngày. Cũng có cái phước đức rất lớn. Thưa khi người xuất gia không còn bị sinh lão bệnh tử của ngũ uẩn ma vương ấy chi phối nữa. Vị ấy thân chứng một trạng thái quân bình tuyệt, tuyệt hảo hạnh phúc tuyệt hảo vượt vượt cao vượt trên tất cả hạnh phúc của trần thế siêu việt ý niệm ngữ ngôn cái ấy giả danh là niết bàn cho nên một cái người mà ở trong cái trạng thái tịch diệt bởi vì người xuất gia là ra khỏi nghĩa là cái thế tục chi gia tức ra khỏi cái cuộc đời thường như là bà con quyến thuộc hay là thân bằng rồi này kia tất cả những cái đó nó ở trong sanh tử thì thì nó đúng nhưng mà với cái trí tuệ quán sát thì nó 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 chỉ là một sự ràng buộc khổ não trong sanh tử lát nữa đây mỗi người chết đi mỗi ngã và trong hiện đời thì cũng như chim chung ngủ nghĩa là như um, sáng ngày thì khi nắng lên mạnh con nào con nấy bay ừ. cho nên có câu về ừ. vì lai thời cất từ khi đó là <laughs> tôi học thuộc mà quên ừ. cho nên cái cái sự xuất gia là cái tính chất vượt lên trên cái tính chất khổ đau của của, của sự ly biệt là nhân tình tợ điểu đồng lâm túc đại hạn lai thời các tự phi cái tình đời nó cũng giống như chim chung ngủ nghĩa là tuy nó còn ở trong cái bóng đêm hay là trong cái sự lưu luyến của tình cảm hoặc là một cái ái nghiệp một cái gì đó nó tụ tập nhưng mà nếu có cái tai họa cái chuyện gì thì nó đều không có không có đi một đường được và cái chết cũng không cùng có thể chết một lượt cho nó vui được và tai họa cũng vậy và tất cả mọi cái gì cũng vậy cho nên khi mà người ta còn sống nếu người ta hiểu được điều đó thì họ có cái sự đoàn kết trong sự tu học và có cái lòng từ bi có sự hiểu biết cảm thông đó là cái điều mà nó đưa đến cái sự giác ngộ còn nếu thiếu cái điều cảm thông lẫn nhau thiếu cái lòng từ bi và thiếu cái cái sự gắn kết đó thì con người nó rời rạc còn hơn con chim trong ngủ được. Bởi vì mỗi người trong tâm trạng đều có cái sự riêng tư, đều có bản ngã. Có nhiều khi vì cái sự riêng tư, cái bản ngã đó mình còn có sự hiềm khích nữa. Hiềm khích và có thể âm thầm. Người này với người kia bất đồng, không không cùng ở trong cái quan điểm và không cùng ở trong cái cảm giác, không cùng trong sự sống thì thực sự nó rất xa lạ khi cái xa lạ đó mà người ta gần gũi nhau thì luôn luôn nó nảy sanh ra à, những cái tính chất kêu bằng thành kiến cái, 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 cái tính chất như là hiềm hận lẫn nhau và nó chờ thời thì tự nhiên nó sẽ tranh biện tranh tranh chấp nhiều vấn đề lắm. cho nên cái mọi người mà đạt được cái 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 nghĩa mà thật sự của xuất thế tục chi gia hay là xuất gì phiền não chi gia hay là xuất tam giới chi gia đủ ba cái nghĩa xuất gia đó thì cái người xuất gia đó là tối thượng trên đời này chẳng những giải thoát mà còn dạy dỗ cho hàng trời người thiên long bát bộ gì đều cũng phải học cái người đó bởi vì dù họ là có cái phước như chư thiên hay là các loài rồng hay là tất là thần thiên gì cả nhưng mà đối với chân lý của phật á, thì hoàn toàn họ không tu hay không chứng thì họ không có được. Chứ không phải là họ giàu sang phú quý mà họ đắc đạo hết. Mà cái đắc đạo là do cái sự thiền quán, do cái sự tĩnh lặng đúng cái pháp của người xuất gia. Thì người xuất gia sẽ cảm nhận được cái trạng thái ly tâm, cái trạng thái niết bàn, cái trạng thái an lạc thật sự, không nương tựa từ cái trạng thái đó người xuất gia sẽ không sợ hãi và thấy được cái chân lý và khi thấy được chân lý thì nếu ai gần gũi mà thân cận cúng dường hay là hầu hạ như trong kinh nói thì người đó cũng được truyền cái chân lý đó bởi vì sao bởi vì nếu mình không thân cận không hầu hạ không cúng dường không thì thật sự cái tính chất bản ngã và cái cái thỏ ấm đó nó không hòa tan được. cho nên khi mà mình nhẫn nhịu, mình không có một cái riêng tư ở trong cái cái ngã thức của mình thì mình mới nghe được cái cái lời nói của cái cái bậc thành tựu, cái bậc cao nhân. còn mình không có, nghĩa là mình san sớt hay là mình cúng dường, tức là mình hy sinh cái phần thọ ấm thì cái cân bằng của cái cái thức nghĩa là xúc thọ đó, thì tự nhiên cái, cái lời của cái người, người xuất gia hay là cái bậc đắc đạo nó sẽ truyền qua mình. Cho nên có những người họ thành công nhưng mà không thể không không có sẽ chia sẻ được hoặc là chỉ một số ít thôi là bởi vì người ta nói cũng giống như cái năng lượng của mỗi người nó rất khác nhau, nó giống như chất phóng xạ hay cái đồng cảm đồng vị thì tự nhiên nó truyền sang mà ở trong cái lòng nghịch hay là ở trong cái thành kiến thì dù chúng ta ngồi sát một cái 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 cái, cái góc trầm đi nữa chúng ta cũng không có nghe được mùi thơm trừ khi chúng ta ở trong một cái 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 thời gian bình thản thanh thản và chúng ta có một sự ước mơ về mùi thơm về sự cao thượng thì chúng ta đã đã ngồi ở dưới cái gốc trầm đó và chúng ta nghe cái mùi thoáng thơm dù gốc trầm nó chưa chưa được đốt lên chưa có có cái nhiệt có lửa nhưng mà nó sẽ có cái mùi khác hơn là cái gốc cây khác đó là cái chỗ mà mà cái kiến đấu ở trong này người ta giải thích thân chứng một trạng thái quân bình tuyệt hảo hạnh phúc tuyệt hảo vượt vượt cao vượt trên tất cả hạnh phúc trạng của trần thế siêu việt ý niệm ngữ ngôn cái ấy giả danh là niết bàn nghĩa là mình tạm gọi là cái niết bàn nơi không còn sanh tử khổ đau và phiền não bởi vì sanh tử thực sự nó từ cái sự sanh diệt mà cái người xuất gia đi đến cái kết thúc người ta thấy được cái sanh diệt đó trong cái không sanh diệt người ta thấy được cái không sanh diệt trong không sanh diệt tức là người ta thấy ở trong một cái, cái cách thấy nào đó tất cả chuyển động nó đều không phải là sự chuyển động bởi vì trong sự chuyển động người ta thấy bằng một cái tính chất kêu bằng nó 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 nó, nó, nó xa rời của một cái cái không không thực của khoảng không và và cái thấy đó nó nó tự mà mắt mình đứng về vật lý thì mình thấy bởi vì trong hư không này mình đi về đâu một vật nó sẽ đi về đâu cái điều này chúng ta ít có khi tự hỏi và ở trong cái tâm của mình nếu hoàn toàn mà chúng ta tịch lặng thì tất cả các pháp nó đi về đâu bởi vì điều đó chúng ta không không có được cái kết quả cái, cái sự thật thì tất cả cái tương đối là dĩ nhiên rồi những cái nghĩa lý này thật sự mỗi câu như vậy cần phải nghe nhiều mặt nhiều khía cạnh và chúng ta phải đối chiếu và chúng ta tự giật mình tự cảm giác thì mình mới hiểu được câu đó tức là tự ngộ bằng không thì chúng ta ở trong cái tương đối của, của sự suy niệm của sự quán chiếu thì chúng ta không thấy đức vua rất quan hỷ hỏi tiếp tất cả sa môn đều có nguyện vọng như thế sau tâu đại vương cứu cánh sa môn hạnh thì như như thế nhưng hàng tăng lữ hiện có bãi hận người xuất gia vì lý do khác nhau à. có những cái bộ sách bởi vì cái này nó hai ba bản dịch có những cái bản dịch thì nó dịch hơi khác một chút và có lẽ là nó gọn gàng hơn một chút thì người ta về cái này thì người ta dịch có người xuất gia vì muốn trốn luật vua phép nước cái chuyện này không phải là không có ừ, nhưng mà thật sự ra đúng là cũng không cần để vào đây cái thứ hai là có người xuất gia là để được thân cận với quyền quý cao sang à. cái thứ ba là có người xuất gia là mong được quyền hành trong một ngôi chùa hà hành đạo tăng nữ đồ chúng thực sự cái tỷ lệ này nó rất ít không có nhiều bởi vì khi mà người ta xuất gia đó chỉ trừ những người họ thuộc về có cái, cái tính chất mâu thuẫn cái mưu đồ gì thì nó mới khởi đầu nhưng mà phần đâm theo tôi kinh nghiệm thì nó ít thôi cái này là cái người xuất gia này là một người nó có cái tinh thần mưu mưu lược hoặc là chính trị của của cái hành động mình nhưng mà trong vòng cỡ năm hay sáu chục năm tu tập thì tôi thấy cái này không nhiều ừ. nên là cái nằm vùng này nó không có không có nhiều đâu nhưng mà cái này nói thì không phải là không có cho nên phải để vào đây thành có những bản dịch người ta không đặt cái này vào này có tới nhiều bản dịch ừ. có người xuất gia vì thất nghiệp muốn kiếm miếng cơm mà nấu thì cái này nó hơi quá tệ rồi thực sự người ta có thể công quả thôi. Ừ. Có người xuất gia vì cô thế cô thân trốn kẻ thù nghịch. À. Theo tôi có thể nghi ngờ được là bởi vì trong cái bản này là một cái bản luận chiến giữa vua Di Lăng Đà là một người mà nắm cái cái tất cả cái luật của của thế gian, cái cái, cái công thức của cuộc sống mà là một người Kêu rằng có quyền thế và điều trị trong cái cái an ninh và chính trị của xã hội và tôn giáo ừ. còn còn tùy theo na tiên ấy, thì là một cái vị tu chứng la hán này kia ừ. có thể ngài cũng có thể nói như thế này nhưng mà theo tôi nghĩ ở trong cái tâm của một cái vị la hán ấy, thì có thể ngài nói khéo hơn chứ chứ không không đưa ra vấn đề Bởi vì cái vấn đề Vấn đề ví dụ như giả tu rồi này Nó có chứ không có Nhưng mà nếu cái tỷ lệ nó rất ít Mà nhất là trong cái thời đó ừ. Trong cái thời Sau một trăm năm, trăm năm Một ngàn năm Nó thuộc vào cái thời Nó còn chánh pháp và tượng pháp Vì thế cho nên người chứng quả là hán rất nhiều Chỉ sau hai ngàn năm Thì cái, Thì cái điều đó nó mới xảy ra bởi vì cái thời thứ nhất cái huệ cái thời thứ hai là cái định thời th thời kỳ thứ ba là đa văn quảng kiến cái, cái thời này dường như sau 500 năm hay ngàn năm gì đây Thì nó không có cái đó à. Cho nên cái điều này thì tôi có một chút hơi nghi ngờ Về sau người ta có thể biên tập Khéo vào ở trong cái tác phẩm này cái thứ um, cái thứ năm là người xuất gia vì cô thế cô thân trốn kẻ thù nghịch thứ sáu là có người xuất gia vì măng căm mắc nợ thứ bảy có người xuất gia vì sợ sanh tử luân hồi muốn chấm dứt khỏi khổ đau phiền não cái người cái số bảo này nó có thật nhưng mà bây giờ thực sự nó sợ hãi hay là cái tính chất mà muốn dứt sanh tử luân hồi thì cũng không có nhiều ừ. bởi vì người xuất gia mà nếu mà muốn chấm dứt cái sanh tử luân hồi là cái bậc này rất là trí tuệ cái bậc này là một cái người chăn tu cũng như ngày xưa người ta nghĩa là dấn thân đi tìm tìm tiên học đạo đó gọi là tầm tiên học đạo đó, là bậc cao nhân phân nhiều còn người xuất gia mà nói như thế này cũng rất là ít sợ nghĩa là sợ sanh tử thì thì nó cũng có hoặc là sợ chết cũng có ừ. như tôi là tôi sợ chết dường như trong cái sâu xa tôi sợ chết đó. thực sự thì cái điều này nó cũng không có tốt lành gì ừ, đó cho nên những cái điều này thì trong thế giới nó có nhưng mà tôi thấy là cái để vào đây nó nó hơi hơi thừa một chút thấy đại đức na tiên trả lời đâu ra đó rất rõ ràng minh bạch lại tự nhiên như hít thở khí trời ngài phục lắm thử ướm hỏi vậy chắc chắn đại đức vì mục đích cao thượng của hạng người thứ bảy mà xuất gia làm sa môn thì đại đức na tiên bước mỉm cười gật đầu nói thưa không phải thế bằng tan rời khỏi gia đình lúc 7 tuổi còn rất nhỏ thì nào biết gì sao dần lớn lên nhờ thầy tổ nhờ các vị trưởng lão dài công giáo hóa trí óc mới khơi mở được chút ít hiện giờ thì có thể nói rằng bằng tan tu là cốt để diệt khổ đấy không còn là lời nói dối nữa nếu mà nói cho kỹ mình rà soát từ đầu đến cuối á. thì thì kheo na tiên như mình đã hiểu cái tiền kiếp của ổng là ai là ông thầy phải không ông thầy heo mua là 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 ông thầy trụ đi đó phải không thì thật bây giờ có thể là ẩm vì cái, cái cũng như vì nguyện lực hay là vì cái truyền thống trong tâm thức hoặc là một cái gì nó có cái tính chất hấp dẫn của đời trước và tự nhiên xuất gia hoặc là nhân viên ừ. chứ 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 thực sự thì trong khi thời gian tu đó thì có thể nói là tỳ kheo na tiên được sự hướng dẫn toàn là của các vị la hán các vị thánh tăng và và có thể là à, ông thầy trẻ này rất là vô tư thanh khiết thanh tịnh và học đạo như như thế cho nên đã đạt được cái quả vị đó còn nếu nói về sự thiệt khổ mà để cho động tâm thì có lẽ chỉ có trí tuệ suy nghĩ thì có chứ còn không đến nỗi mà khổ quá mà để diệt khổ có thể là diệt khổ ở trong cái trí tuệ biết rằng cuộc đời là khổ biết rằng sự sanh tử là khổ và sự tồn tại này với tất cả nghĩa là uh, nó nhiều cái cái sự khổ nghĩa là tám điều khổ mà như chúng ta đã biết đó cuộc đời đó thì không phải là na tiên đã nghĩ trước điều đó nhưng mà tất cả cái nhân viên nó đưa đi đến trước và uh, sau khi mà học hết cái tạng vi diệu pháp thì ngài hiểu nhiều hơn biết nhiều hơn uh và khi mà Ngài học như vậy là Ngài đã đã chứng đạo rồi đã có cái phần tu chứng rồi Đó. cho nên bởi vì chúng ta đọc từ trên xuống dưới chúng ta theo dõi biết cái cái, cái cái lộ trình của cái tâm của của ngài Na tiên như thế nào và cái 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 sự uh, biện luận nghĩa là trí tuệ của vô viên đà từ đâu như thế nào ừ. nhưng mà khi mà mà viết ra cái điều này á bởi vì cái tác phẩm này là một cái tác phẩm cổ, là một cổ nó có nó cũng có sự thật. Nhưng mà cái người viết ác nhân có thể là bậc trí tuệ, có thể là cái bậc muốn xương minh đạo pháp. Cho nên tất cả những cái dòng văn và này kia người ta có thể thêm bớt vô. Nhưng mà trên cái bình nhận mà chúng ta học giáo lý thì nó cũng cần thiết nhưng mà chúng ta phải biết là cái này có thể nó có và có thể nó thêm bớt. Đức vua nghe cách trả lời, cách nói đầy khiêm tốn của Đại Đức Na Tiên. Ngài kính trọng quá quỳ xuống dập đầu và nói lớn ôi lành thai, cao quý thai. Nghỉ ngơi một lúc vua hỏi có ai chết rồi mà không sanh trở lại không? Bây giờ có thể là bắt đầu từ những câu hỏi nó rất thật thuộc về cái tính chất tôn giáo và trong cái giáo lý để 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 nói về cái sự sống chết luân hồi. Nên là ngài hỏi là có ai chết rồi mà không trở sanh trở lại chăng? Thưa, có kẻ sanh trở lại và có người không sanh trở lại. Hỏi điều kiện nào để một người bị tái sanh và điều kiện nào để một người được vô sanh, Đó. cái điều kiện nào mà để một người không còn bị tái sanh và cái những điều kiện nào và một người nghĩa là bị sanh, Đó. tâu người nào còn thâm sân si phiền não người ấy còn tái sanh, người nào tiêu diệt được thâm sân si phiền não người ấy sẽ vô sanh thì thực sự câu nói này nó nó là thật Nhưng mà nó ở trên cái mặt nổi thôi Bởi vì chúng ta không biết là cái phiền não đó nó, nó sâu bao nhiêu Ví dụ có những người mà họ thật sự họ rất ít phiền não Ví dụ bây giờ chúng ta thấy những bậc mà cao thường Có thể họ đầy đủ từ bi và trí tuệ Và họ nhẫn nại họ mình không thấy cái sự phiền não của họ ở cái mặt thô, cái mặt tiền mà nó lộ ra ngoài này kia, nhưng mà trong sâu xa họ vẫn có những cái ưu tư phiền não qua này kia. Và tất cả điều đó dĩ nhiên là họ phải trở lại. Nhưng mà cái phiền não, nếu mà nói cái phiền não cho đúng thì nó rất là sâu xa, tức là từ những cái tầm tư, những cái cái cái, cái cái nghiệp sâu kín của cái tâm thức mà chúng ta không sáng sủa được ví dụ chúng ta không thể biết về về thật sự mình là ai thì nhất định là mình phải tái sanh thôi bởi vì cái không biết đó là cái vô minh và khi cái biết cái biết tức là ánh sáng chứ không phải là cái biết tính toán cái ánh sáng đó nó rọi đi một lúc nào mà nó thấy những cái phiền não cái kiết sử đó nó tan biến đi bắt đầu giống như tôi đã hoàn thấy một những cái niệm nó thoáng qua trong sâu kiến của cái đáy lòng mình đó mà nó rất tuy nó rất mơ hồ nhưng mà mình bắt đầu mình ở trong một tâm trạng hiểu biết điều đó và nó nó thoát ly và đó là những cái dấu hiệu mình mình biết ở bên ngoài thì nó nó cũng tức là mình giác ngộ từ bên trong nó không có thật nó vô thường và bên ngoài nó cũng 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 không có thật nó vô thường và và khi mà mình thấy cái tính chất thoáng qua của cái dòng niệm cái dòng trôi chảy của thức á thì thật sự mình không phải đó nhưng cũng giống như mình nói dễ hiểu là nhờ mình thấy qua cái niệm cái nghĩ tưởng mà mình thấy được cái vô niệm cái từng lớp của của tĩnh lặng của cái chìm lặng sâu xa ở trong lòng mình không có niệm không có nghĩ tưởng cái điều này là nó chắc chắn hơn là cái nghĩ tưởng nghĩ tưởng có lúc nó chấm dứt nhưng mà cái cái không nghĩ tưởng không có niệm này nó là một cái cốt lõi để sanh ra tất cả bởi vì mình không biết nó thì tất cả cái phiền não đó nó từ cái không biết cái không biết và nó va chạm mà nó sanh ra Ừ, đó. thành do còn khi mà người ta quán tâm người ta biết điều đó từ a đến z từ cái khi cái cái, cái cái từ cái chỗ khởi cái chỗ tồn tại và cái chỗ diệt ở trong tâm thì chính cái cái, cái, cái niệm này nó nó trở thành cân bằng nó không phải niệm mà cái thấy cái thấy chứ không phải là nghĩ nếu nghĩ thì nó vẫn là cái tư tưởng nhưng mà nó là cái thấy bởi vì cái không thấy đó thì cái lực mà nó 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 chuyển động nó mơ hồ ở trong cái cái ảo giác của mình nó dường như nó có cái tướng cái tướng đó và nhiều cái tướng đó nó lộn xộn cái tâm của mình nó không có sáng được bởi vì mình sáng là nhờ cái sự trống rỗng của của cái niệm còn ví dụ như bây giờ mình là một cái người học thức hay một trí thức tới thế nào nữa thì mình chỉ lặp lại cái kiến văn giác tri kiến văn giác và tri bốn điều đó ở trong cái tri thức là mình lặp lại cái tính chất của thời gian ký ức và gặp việc gì mình cũng nói được cũng suôn sẻ ví dụ như một vị tiến sĩ về triết học hay gì đó nhưng mà thật sự cái đó nói cho đúng thì thật sự nó nó không tới đâu cho nên không thể là là mình lấy cái cái chỗ đó mà mình mình đưa vào đây được người nào còn tham sân si phiền não bởi vì tham là mình thấy tự nhiên mình có một cái lực muốn cái lực thu rút nghĩa là cái lực hút á bây giờ mình vừa thấy cái này là cái tâm mình nó đã muốn rồi bởi vì cái cái trái này nó rất là đẹp và nó màu sắc nó sáng sủa và dường như trong tâm mình mình cũng tưởng tượng ra cái vị ngọt của nó à. và mình còn tưởng tượng đến khi trẻ nó ra như thế nào cuộc đời nó cũng vậy nó cũng giống như một cái trái cam nó bóng bẩy như vậy mình luôn luôn mình tưởng tượng nó có vị ngọt và mình có thể thưởng thức đó và mình tưởng tượng cái thú vị cái hạnh phúc khi mình thưởng thức cái này nhưng mà tất cả đó đều là tưởng tượng chưa hẳn một trái cam như vậy nó là vị ngọt ừ. nếu nó bị dú ép hoặc là nó do nó có thuốc hoặc nó có một cái thế nào đó nó cũng không có chắc ừ. mà trong khi mình cái tưởng tượng của mình đó nó là vì cái hình sắc này và đồng thời cái nghiệp của mình nó thu rút nó rút mình không nói là tôi thích cái này hay không thích này tham này không nào nhưng mà mình thấy được cái lực thu rút có lực hút của mình đó đó là bắt đầu mình thấy được cái lòng tham ừ. cũng như mình thấy một cái gì đó tự nhiên mình sân lên mình hút mình thích quá nó chưa biết kịp biết cái gì nhưng mà đã có cái này cho nên đó là cái chỗ mà đức phật dạy cái, cái, cái khổ nó khởi sanh từ cái hữu đó tức là cái hỷ lạc bằng lòng với một cái màu sắc một tướng trạng một tưởng tượng một cái gì đó cho nên nó hỷ lạc là căn bản đau khổ từ hữu sinh khởi lên và già để chết đấy người loài hữu tình nó bắt đầu từ hỷ lạc đó tức là cái sức hút và nếu ngược lại trong cái nghi ngờ và cái này toàn là cái tính chất nghĩa là nó nó, 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 nó nó bỏ thuốc vô chẳng hạn vậy hoặc là nó làm đẹp bằng cách này kia cái này không thật hay là mình không thích vì mình mình một cái có một cái mặc cảm gì không thích cái loại trái này hay là gì đó thì mình thấy tự nhiên nó dội ra mình không cần đi để chỗ khác đừng có để trước mắt mình chỉ lấy một cái trái, một cái trái mình nói như vậy thì tất cả người và cái đối tượng xung quanh nó là cái sức đẩy cái sức đẩy cái sức mà hai cái chỉ là hút và đẩy cái này mình nói theo cái từ của chư sinh trung ba đó chứ mình không nói muốn cái gì hay là giận tức cái gì sân cái gì giữa hai cái này là cái thế lực của tham và sân cho nên đấy một người mà khi bắt đầu thấy pháp là thấy ngay cái nguyên lý ban đầu còn để ra mình chọn lựa mình nói cái này trúng mà không trúng thích hay không thích cái, cái, tướng mà nó thô cuối cùng đó cũng giống như mình thấy một cái người nghệ sĩ mà họ vẽ mặt hay là họ trang bị trở thành một vị tướng cũng như hát bội hay là một cái gì đó mà mình mê hoặc là mình che đó thì cái này nó không chính xác lắm bởi vì nó quá thô mà con người có có khi nghĩa là mình thấy bên ngoài nó không bằng mình thấy bên trong mà mình thấy bên trong không bằng mình thấy từ cái tướng mà mình thấy cái chỗ gần như vô tướng bên trong đó, thì lúc đó mình mới diệt được cái lòng tham bởi vì sao mà khi mình thấy như thế thì cái đối tượng của cái thấy là cái lực thu rút là cái lực mà nó bị nhiễm bị dính bị cảm hưởng đó thì nó sẽ trở thành trống rỗng và chính cái thấy của mình sáng suốt tới đâu kèm với cái sự thật của cái sự trống rỗng của thức đó nó gọi là cái tính chất giải trừ nếu nó giải trừ cái tính chất nhiễm thì giải trừ tham mà giải trừ cái tính chất của cái sức phản đối thì giải trừ sân mình nghĩ là thấy từ cái nguyên lý cũng như thấy cái thế giới của hạt vi tế chứ nó chưa hình thành cho nên thấy tham sân là bắt đầu từ thấy từ thấy cái rất là thô của cái mình chối từ mình giữ giới hay gì đó đó là cái đầu tiên cái nó nó thành khối lượng hình lượng rồi rồi thấy tất cả cái bóng dáng của nó rồi tới cái danh dự của danh tự của nó rồi thấy lần lần nó không có danh không có tướng nhưng mà nó có một cái gì rất mơ hồ làm cho mình thích cái đó hay là làm cho mình chán cái đó mà mình coi kỹ lại là cái đó lại trong đó cho nên đó là tôi nói theo đây là nó đúng với cái vị trí của một người học thiền người học thuyền chân chính là họ thấy bắt đầu thấy đó chứ không có nghĩa là họ ngồi một cục đó rồi họ họ thấy trời thấy đất hay là họ thấy bay thấy thầm thâm như vậy ấy cả bởi vì thấy cái này thì tất cả cái gọi là kết cái nối cái kiết sử của mình nó sẽ nhẹ nhàng và chính cái đó cái chỗ thấy bắt đầu từ thấy như thế đó nó cũng gọi là bắt đầu chứng rồi bởi vì thấy cái tận cùng của cái thấy thì cái cái thấy đó nó được ngừng ở trong một khoảng, à, tức là gọi là nhập lưu nhập lưu vong sở, cái sở tri, cái sở kiến, hay là bất cứ cái gì nó thuộc về không phải là năng nhưng mà nó là sở thì cái cái sở đó nó mất đi, cũng như mình thấy đó thì cái năng nó nó bắt đầu nó ảnh hiện, cái năng tức là cái tâm của mình tức là cái thấy của mình tức là sự sáng suốt của mình đó thì cái cái này ở trong cái này nó có khả năng chính nó cho nên những cái kia thay đổi nhưng mà cái này lần lần nó sáng lên ừ. khi nó sáng lên hung rồi thì cái lực thu rút nó dần như nó không có nữa và cái lực phản đối nó cũng không có nữa tức là tham sân nó trở thành bình lặng thì cái người này bắt đầu lên cái quả thứ hai từ đà hàm. cho nên cái lên cái lên lên là, lên cái quả trứng nó bắt đầu nó thay đổi cái cái nội dung ở bên trong đó. nhưng mà trong khi cái người trứng đó người ta biết chứ không có không 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 với người ta không biết bởi vì ta biết từ đâu mà mình sáng lên từ đâu mà mình xác định từ đâu mà mình có thể phân tích pháp một cách rành rẽ được chứ không cần phải theo kinh sách hay gì bởi vì bởi vì nếu người ta có cái lực đó thì người ta có cuộc sống hạnh phúc hay là tươi mát hay là rộng rãi hay là từ cái ngôn ngữ đến cái cái suy tư và hành động của họ ác nhiên nó trôi chảy nó nhanh nhạn và nó biến hóa vô cùng cho nên đó là những cái tính chất mà nói về cái trạng thái. Cho nên nếu mình đọc cái này một cách lướt qua sơ sài thì mình không thấy cái chiều sâu. Còn có vị họ nói đó là họ nói từ trong gốc rễ của họ đã chứng họ nói ra. Chứ không phải là họ nói theo luận lý mà để tranh cãi. Thành khi mà chúng ta đọc như vậy nếu mà chúng ta không giảng ra thì chúng ta thấy cái này nó quá đơn giản. Chứ còn thật sự một câu hai câu này nó là toàn bộ những cái giáo lý cốt lõi của nó cho nên người nào còn tái còn sân si phiền não người ấy còn tái sanh người nào tiêu diệt được tham sân si phiền não người ấy sẽ vô sanh ừ. tao nếu bằng và ông mới hỏi là nghe lời như vậy đức vua lại đâm ra tò mò vậy là đại đức đã vô sanh chưa thì chúng ta thấy cái câu trả lời sẽ khéo léo của 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 Na Tiên như thế nào. Ông nói là tao nếu bằng tăng còn phiền não còn ham muốn sự sống thì bằng tăng tái sinh. Ngược lại bằng tăng sẽ vô sanh. Ngược lại với nếu mà bằng tăng hết phiền não thì sẽ vô sinh. Đó. Thì thì như vậy để cho vua Di Lăng Đà thấy được sinh hay là không sinh là ở trong cái sự dứt điểm của cái chứng cái phiền não đó nếu người chứng đó thì cái người đó không có phải tôi hay là người khác à, cho nên dù dù tỳ theo na tiên nói tôi thì thực sự ông cũng biết rồi cái tôi đó nó nó cũng không có hề gì bởi vì mình nói nhưng mà mình mình không bị dính không xác định chỉ là cái danh từ thôi nhưng mà ông cũng không nói bởi vì nói như vậy thì người khác sẽ làm sẽ là gọi là khi mà người chứng đó Là có một chủ thể Nhưng mà bởi vì khi người chứng Sau chừng nào Thì cái chủ thể đó nó không có nữa Nó không còn nữa đó. Cho nên nếu mình nói tôi hay là không tôi Nó đều vô nghĩa Cho nên nếu người nào đoạn được Cái Tam sân si kiết sử đó Thì người đó gọi là người đó đạt cái vô sanh Còn nếu không Thì người đó bị sanh đó. Tuyệt vời thay Cách trả lời của bậc trí tuệ chú tâm, bạch đại đức, tâm niệm đúng, chú tâm đúng thì có thể nào thành bậc vô sanh được không? Cho nên cái câu này, ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta đặt nghe cái câu hỏi này, mỗi người mình cũng tự suy diễn, tự mình coi thử mình trả lời được mấy phần. Dĩ nhiên không hoàn toàn chắc là mình trả lời đúng nhưng mà mình có thể tự trả lời với cái tính chất cũng như mình 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 trình bày hay là giáo lý nghĩa là mình trả bài đó ừ. bạch đại đức tâm niệm đúng chú tâm đúng thì có thể nào thành bậc vô sanh được chăng tâu đại vương không phải đơn giản như thế bậc vô sanh phải thành tựu đầy đủ ba pháp sau đây đó. bởi vì cái vô sanh tức là chấm dứt sanh tử tức là không sanh trở lại đại khái nó một là chú tâm đúng, hai là trí tuệ, ba là thiện pháp đầy đủ. Ừ. Ừ. Cho nên nói, cái chú tâm đúng thì thì thực sự là cái 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 tâm niệm cái tâm niệm đó nó bây giờ mình nói là nó nó, nó, nó tâm niệm ha không tâm niệm thì cái này cũng cũng khó xác định được bởi vì tâm khi, khi mà chúng ta chú tâm đó thì nó chỉ có cái cái thức ngưng lại ở trong một cái điểm sáng để 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 soi rọi ở bên trong và cái chữ chữ soi rọi đó tự nhiên chúng ta biết được là cái gì nó là trí tuệ nhưng mà thật sự là từ cái cái thấy đó và cái 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 trí của chúng ta chúng ta xác định đó là cái gì cho nên gọi là tuệ dù cái thiện pháp đầy đủ ở đây nó thiếu một ba chẳng thể vô sanh được vậy chú tâm đúng không phải là trí tuệ sau thưa chú tâm đúng chỉ mới đưa đến chánh định chú tâm thì trâu bò heo ngựa các loài súc sanh đều có khả năng đó nhưng trí tuệ thì nhân thiên mới có à. thì cái này trả lời cũng đúng nhưng mà có thể là mình có thể là cái chú tâm nếu mà chú tâm đúng nó cũng có trí tuệ ừ. ví dụ như mình coi tất cả những cái cái sách vở luận lý của Krishnamurti đó, ông đều dùng vào cái vấn đề chú tâm. Ừ. Nó cái 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 chú tâm mà ông không chịu là cái 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 tính chất tập trung, tập trung nó có vẻ là dùng cái thức thô, còn cái chú tâm tức là yên lặng mà ngưng ở trong cái chỗ đó, ừ. ngưng ở chỗ đó, thì cái ngưng này nó kèm theo với cái thấy cái thấy là cái tự nhiên mà nó không là cái gì hết cả nó, bởi vì nó không có cái đề tài đi trước không có chủ đề không có một cái gì để tìm kiếm học hỏi hay là bất cứ gì cả là bởi vì nó không có cái dự ngôn dự đoán cái dự tính gì trước nó không có cái cái mà gọi là cầm đàn chạy trước ô tô bởi vì khi mà chú tâm đúng thì tự nhiên ở trong đó mình biết là cái gì ừ. Cho nên Rishonti rất là thành công ở toàn bộ thế giới. Và những nhà quyền học người ta đều cho ông làm vị đạo sư vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Tôi cũng có cảm giác đó. Cho nên những ngôn ngữ của ông nó chính xác đến độ 100%. Chứ không phải là 99, phải 9. Cho nên đây là chú tâm đúng, chỉ đưa đến chánh định ừ. còn cái câu này chú tâm thì trâu bò heo ngựa có loại khó khăn bởi vì cái này nó không phải là chú tâm heo bò trâu ngựa là một cái si cái si tính của nó như vậy thôi lần 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 nó đến một cái con sùng một con ốc một cái gì đó thì nó cũng không còn nói được chú tâm hay không chú tâm bởi vì một cái cái tính chất ở trong cái, cái 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 lực vô minh đầy đủ của nó nó không có cái tự biết không có cái biết và khi nào trong cái sự cọ sát của nó nó tạo ra nhiệt và nó tạo ra một cái loại ánh sáng mơ hồ nào đó thì cái tính chất đó nó mới bắt đầu nó làm cho giống như tỉnh một ra một cái gì tự tự nó nó tỉnh ra một cái gì. cho nên nó là vô minh chiếu sanh sở đó ừ. cho nên khi mà sở lập chiếu tánh văn bây giờ mình theo cái ý nghĩa của kinh lăng nghiêm đó cái cái sở mà lập rồi á nghĩa là nó có hiệu ứng có cái cái tướng trạng nó có hình sắc và nó có một cái gì gọi là có một cái có đó, có hữu đó thì cái tự tánh nó mất đi bởi vì cái tánh nó là không nó không mà nó không phải là không có hay là không trơn nhưng mà nó là cái không thể không thể lường không thể xác định không thể đặt một cái vị trí một cái điểm dừng ở bất cứ nào cái không này là một cái không mà con người có thể ngộ được có thể thấy được nhưng mà không thể giải thích được giải thích thế nào nó cũng sai bởi vì nói cái không chúng ta là bị cái, một là cái ngoan không hư không hai là cái, chúng ta cái tâm không gì hết thì tất cả những cái này nó không dính dấp gì tới không chứ cái người không chừng nào đó lại là cái người biết nhiều chừng ấy cái người sáng nhiều chừng ấy cái người không có thể cho nên cái người không đó là cái người sanh ra một cái trí tuệ rất là tuyệt đối chứ chứ không phải là cho nên vì vì chỗ đó cho nên biết cái không này không thể diễn tả được vì cái không này có, cho nên cái nói nó trở thành biện tài nó có thể thành công nghĩ nó có thể thành ra bất cứ một cái gì rất là kỳ diệu bởi vì nó là không cho nên nó có thể sanh bất cứ một cái gì ừ. dù ngôn ngữ hay hành động cho nên cái không nó chính là năng cho nên một người, người không thì cái trí tuệ nó hoàn hảo hơn và cái lực nó nhanh chóng hơn cho nên tôi tôi bữa hai nói về cái kinh lăng nghiêm là về cái năng đó cái năng nó hàm xúc nó, nó, tôn trọng nó, nó, đủ chủ yếu rồi thì cũng chính nó là cái lượng và khi nó phát ra cái lượng một cái gì thì nó nó tuôn về nhanh mạnh đúng và chính xác nó là vậy đó vì thế cho nên nếu mà không có cái năng này thì cái lượng nó không biết từ đâu mà nó sinh ra mà chính nếu mà cái lượng chính xác nó cũng là cái vọng của cái cái năng lực đó ừ. cũng như bây giờ từ ở trong không chúng ta đánh ra một quyền một chút cái cái tiền. ở đây nó có sức gió sức gió này cũng mạnh rất là mạnh còn nếu trong không chúng ta không có cái năng thì chúng ta phải vận dụng bạn dùng dưới thật sự nó không nhầm gì cả đó. cho nên cái năng nó nằm ở trong cái mà không có lường trước nó có sức mạnh nó kinh khủng lắm đó. cho nên tất cả cái nghệ thuật hay là tất cả cái tính chất kêu bằng nó thuộc về văn hay võ thì cái người nào mà nó có cái khả năng đó khả là có có cái khả năng đầy đủ thuộc về năng đó thì cái người này nó nó có nhiều cái tài cũng giống như lý tư lâm mà chế ra triệt quyền đạo đó chỉ có một khoảng thôi. nó không phải là đưa từ trong đó. nó chỉ có một chút rất là mạnh một cái là té liền đánh cái, cái đó khó đỡ lắm cho nên cái, vì thế cho nên nếu mà phải tập trung thì phải đưa cái khí từ trong ra còn nếu mà không tập trung không có một cái gì đi trước không có niệm có gì tức là lượng máu và cái khí nó sẽ bình thường thay đổi cái người nó yếu và mạnh mà dùng một cái cái thì tự nhiên nó nó, nó ngay nơi chỗ đó toàn bộ nó đều có ấy cả vì thế cho nên cái cái tính chất này là cái tính chất cho nên chúng ta nói lấy một chút ít về cái vật chất để chúng ta đối chiếu với cái không vật chất cái không vật chất này không phải là không trơn nhưng mà chính cái đó là năng cái vật chất nó sanh ra như từ cái lượng và năng lượng cho nên như vậy chúng ta tự đặt cái này không phải là cái chỗ mà để nói nhưng mà chúng ta tự đặt cái tế bào gốc nó sanh ra từ đâu ở à, trong cái khoảng đó bởi vì nó là gốc gốc của tất cả tế bào thì nó sanh ra đâu có phải là trong một tỷ cái tế bào não của mình đó nó là tế bào gốc hay là không hay là không phải hay là cái đó bởi vì mỗi cái vùng não của chúng ta nó đều có những bộ phận để ứng ứng phó ví dụ về khoa học hay là về văn hóa hay là về đạo đức hay gì đó nó... chứ nó không phải là hoàn toàn đồng đều cũng như năm ngón tay mỗi ngón tay của chúng ta nó đều có một cái chỗ dụng và nó có cái sức mạnh chi phối của các cái hệ thống kinh lạc à này ở đây thì chúng ta cũng không cần phải nói nhiều về vấn đề đó là bởi vì đây là tâm học để chúng ta thấy được cái, cái, cái tính chất biện luận của hai người đại trí tuệ là vua di lăng đà và na tiên thị kheo tương đương với, với một vị thông tuệ a la hán là na tiên thị kheo và một cái vị mà trí tuệ từ đời trước là vua di lăng đà hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng ở đây bên này thì nói chú tâm nè, trí tuệ này thiện pháp đầy đủ nè. Thiếu một thì chẳng thể vô sanh đó. Cái này nó hơi mù mịt nè, chúng ta ấy lại một chút chứ để có sự nghi ngờ. Không phải đơn giản như thế, bậc vô sanh phải thành tựu đầy đủ ba pháp sau đây. Tức là ba cái pháp này không phải là trong cái vô sanh nhưng mà nó cái là cái nhân và có lẽ cái nhân nó cũng là cái quả đồng thời nữa, cái sự chú tâm, bởi vì chú tâm mà đúng thực sự nó cũng không có người không không có lực. Nó là một cái, cái, cái trở về cái đúng của sự trung tâm không có cái, cái 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 nhân hay là cái quả mà nó trở thành một cái vị trí trung gian của của thức hay là trí tuệ tức trong đó nó có cái ánh sáng của sự dịu dụng. Thứ ba là cái thiện pháp. À. Bởi vì, bởi vì nếu chẳng hạn như cái ác pháp, thì chúng ta phải theo cái nghiệp đó mà 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 không có được cái vô sanh, thì chúng ta phải tái sanh, chúng ta phải sanh. Còn cái cái thiện pháp này, nếu mà nói không khéo thì nó lại thành pháp hữu vi, bởi vì nó nằm trong thiện ác. Nhưng mà thiện pháp có lẽ là một cái thiện pháp kỳ diệu hơn, vi diệu hơn. Cho nên một người làm thiện chưa phải là thiện. Bởi vì người làm thiện người ta vẫn còn, còn cái lòng ganh tị. Cứ người làm thiện và người ta sẽ thấy người khác không thiện. Cho nên cái tính chất đối nghịch này thì thực sự là cái tâm của người đó không phải hoàn hảo lắm. Cũng như một người người tốt người tốt hoàn hảo thì người tốt đó không có hai chiều ừ. cũng như người thiện tốt đó, là người thiện đó nó cân bằng cái người thiện cái người tốt cũng thấy họ thiện mà cái người xấu cũng thấy họ thiện bởi vì khi cái cân bằng thật sự thì chính cái người đó trở thành thiện họ thấy cái gì cũng thiện hết cả nhưng mà trong cái thấy đó có cái trí tuệ cho nên họ biết cái cách ứng dụng chứ không phải là nó thấy người đó thiện họ không có nghĩ ác nhưng mà khi họ làm một cái việc gì đó thì họ biết cái tính chất phân phải cái chỗ này nó là cái trí tuệ chứ cái, cái, cũng như cái thiện pháp đầy đủ hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa thế nào thì đức vua bư họ tiếp xin đại đức cho biết hành tướng của chú tâm ra sao thưa muốn chú tâm phải cần có hai yếu tố một là phải có một sự cố gắng một nỗ lực ở bên tâm à. hai là phải nắm bắt chụp bắt bắt dính được đối tượng thật sự nếu chúng ta Muốn thấy được điều đó, chúng ta tự phải thực hành và kinh nghiệm trong cái khoảnh khắc của thực hành. Chứ nếu mà chúng ta nói như vậy mà không khéo mà chúng ta đi trước một cái tưởng tượng thì có lẽ là chúng ta hơi nghi ngờ, không biết là mình mình đã cố gắng đến mức nào rồi và mình nỗ lực như thế nào và nắm bắt cái gì hay nắm bắt này có đúng hay không chụp bác nắm bác bác dính tất cả những cái này giải thích được nhưng mà cho cái người dễ hiểu cho cái người mà bình nhân họ hiểu còn cái người mà họ muốn đạt chứng thì họ phải yên lặng nhắm mắt và tĩnh lặng mà thấy được cái điều này nó ở trong tâm mình chứ chứ sự giải thích này thì thực sự có thể hiểu lầm bởi vì nếu mà cố gắng chúng ta không hiểu cố gắng nó chỉ cái mà nó 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 nó, nó xây dựng được cái chúng ta không cố gắng chúng ta hời hợt chúng ta lãng đảng nghĩa là không có tập trung không có một cái sự tăng lên một cái sức mạnh để để xúc tiến nó tức là mình không cố gắng Đó. nhưng mà một cái người đến một cái cái độ mà để mà đi vào cái tâm pháp này thì có lẽ những cái chuyện này nó không 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 thể không hiểu được ừ, đó. cho nên có một sự cố gắng nếu mà một sự cố gắng đó chúng ta không không biết được chúng ta nó trở thành một sức nặng một, một cái tính chất mà cân nhắc quá độ hay là một cái một cái tính chất gắn gượng gượng trong đó nó có phần ức chế của tâm và kể ảnh hưởng của thân thì cái này nó không không hoàn hảo được một con người mà nó quân bình được là một con người thật sự đúng là không có cố gắng theo tôi như vậy đó bởi vì một người này nó có trình độ bởi vì chúng ta bởi vì cố gắng để chứng tỏ rằng chúng ta rất thấp thường chúng ta bình thường chúng ta không có đi đến đâu và không biết điều đó ừ. cho nên cái sự chú tâm là cái sự có thể nói là chúng ta biết được cái vô niệm tự nhiên là nó chú tâm thôi và cái chú tâm đó nó không phải là một sự tập trung một cái sự tập trung thì nó có một sự nán lại nó có một sự ngưng kết nó có một sự có chút căng thẳng ức chế cái điều này nó nó tự nhiên nó mất cái sự quân bình đó vì thế cho nên nếu mà chúng ta chú ý quá một cái gì có thể là chúng ta thấy nó lệch còn cái con mắt mà thật sự bình thản con người thật sự bình thản không có gì bên trong mà sáng sủa đó thì thấy nó rõ ràng hơn đó. chúng ta hãy 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 tự mình nghĩa là rà soát và coi thử bởi vì đây là những cái ngôn ngữ này là ngôn ngữ để nói ra cái chứng đó là cái gì cái thực nghiệm đó là cái gì chứ không phải là lý thuyết bởi vì cho nên nếu chúng ta học cái này chúng ta nương nơi những cái câu nói trí tuệ như thế này nhưng mà chúng ta không có nghiệm chứng trải nghiệm chính cái thức của mình thì cái tính chất nghe này nó cũng trả lời ích gì hết cả chúng ta chỉ biết và cái biết này nó lại dễ quay nữa hơn là những cái câu chuyện khác Cho nên nó phải có một sự cố gắng, một sự nỗ lực ừ. ở bên trong. Theo tôi thì cái này nó là chú tâm nhưng mà chú chú tâm cái mặt mặt cái mặt cũng giống như là tiêu cực thôi, còn chú tâm một cái tích cực là một cái sự rất cân bằng Hoàn toàn không niệm yên tĩnh cả thân cả tâm. Và mình phải biết cái cái thời hiện tại nghĩa là nó không có ký ức thời gian gì cả ở trong đó thì tự nhiên mình sáng sủa và và định và không bị loạn thì thì cái này nó mới thật sự là cái chú tâm hai là phải nắm bắt chụp bắt bắt dính đối tượng cái đối tượng này không phải là đối tượng ở ngoài mà đối tượng ở bên trong đối tượng minh tâm tức là cái trạng thái tâm mình nó di chuyển đến mức nào nó như thế nào nó rất tinh tế nếu mà mình ở trong một sự cố gắng cái gì đó thì cái phần vật lý á, nó nó chút nó làm cho nặng thì nó không cân bằng được cho nên do như vậy cái phần thân và phần tâm nó đều nhẹ như nhau và bây giờ cái sự thấy của mình đó nó mới nhìn được tính chất cái tính chất chuyển động sâu kín ở bên chắc chúng ta bởi vì nếu chúng ta không quen cái tính chất thực nghiệm trắc nghiệm chơi cái trò chơi của chính mình thì trong ngôn ngữ chúng ta có thể lầm có thể người ta nói đúng nhưng mà mình lại là sai lầm bởi vì mình theo cái 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 từ tức là mình có cái ý làm như vậy như vậy thì mình làm còn khi mình thực hành thì nó không có cái ý. Bay là kinh nghiệm mình có thể cân nhắc nhích một chút cái một chút à. Ừ. Cho nên thế còn trí tuệ Ông hỏi về trí tuệ đó Tức là Pân Na đó Hành tướng của trí tuệ ra sao Cái câu hỏi này có lẽ là chúng ta cũng cần biết Ai cũng cần biết Mình thường thường cứ nói trí tuệ Trí tuệ hoài Nhưng mà trí tuệ là cái gì Trí tuệ cái hình dáng ra sao Màu sắc ra lao Căng lượng bao nhiêu hay là dùng, dùng đó nhưng mà nếu mỗi người ở trong tự tâm mình á, mình có thể thấy được ra cái trí tuệ nó ở cái, cái 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 khoảnh khắc nào mà nó phát sinh, thì mình có thể phải có một sự bắt đầu, biết được cái thức và ở trong cái thức đó, mình biết được nó tức là tự nhiên cái âm thầm mình phân biệt đây là thức chứ không phải là đây là tâm đây là niệm chứ không phải là đây là tướng cái niệm khác cái tưởng khác và đây là là thật sự tâm nói nó nói như là cái vô niệm nhưng mà cái tướng của vô niệm và tướng của tâm nó cũng khác nhau nữa. Đó. thì cái này tự mình quyết định thôi chứ không ai chấp nhận cho mình được hết cả bởi vì nếu người đồng như mình thì người ta lại tự kinh nghiệm còn người ta không đồng với mình Thì người ta đối chiếu Thì bao giờ nó cũng sai ừ. nói, Hành tướng của trí tuệ là sao Thì ông mới trả lời Ở đây Tâu đại vương hành tướng của trí tuệ là sự cắt dứt Sự tiêu diệt Sự phá hoại Sự đốn bỏ Như cắt dứt thăm sân si Tiêu diệt phiền não ừ. Cái câu này nói thì nó đúng nhưng mà nếu mình làm những cái này thì nó còn ở trong cái giai đoạn đạo đức để bỏ cái ác về cái thiện, làm cái thiện hay là mình có thể vượt qua cái cái ác cái thiện hay niệm kia lần lần lần. Bởi vì trí tuệ là một cái điều nó vượt qua tất cả những những cái tính chất của cái sự cái tính chất cân lượng hoặc là tính chất mình tạo ra một mẫu mã nổi cả bởi vì nó không có cái mẫu mã nào hết cả cũng như cái trực giác của mình mình chỉ phát sinh ở trong một cái tính chất phát minh thôi và nếu cái phát minh đó nó nhuần nhuyễn nó đầy đủ đến một lúc nào đó thì con người thấy được cái cân bằng cũng như một người mà họ có cái trệ giác về thi ca thì lúc nào họ phát lên cũng được hết cả lúc nào họ nói lên họ muốn là nó thành thơ cho ông khó và họ có cái chất cũng như âm lượng tốt, họ phát sinh ra thì tự nhiên họ điều động cái âm lượng đó ra thành những cái cái lời ca nó 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 hay ho bởi vì họ muốn biết cái cách chuyển âm và thành ra những cái cái âm giai rung động như thế nào thì mình thấy cái đó là tự họ thôi cũng như cũng như bây giờ mình niệm phật thì mình có hàng trăm cách niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. coi ví dụ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A kéo hà Di Đà Phật. Được. Nhưng mà nó không có cái nhấn không có. Nam mô A Di Đà Phật. Thì tại sao mà mình chuyển âm như vậy đó? mình thấy nó vô hình lắm bây giờ mình muốn tìm cái chỗ cái nguồn gốc để đẩy ra cái âm thanh lái của nó cũng khó ví dụ bây giờ nhạc thì nó dễ hơn ví dụ bây, bây giờ mình chơi một cái băng rô linh hay băng rô ra thì mình 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 biết mình nhắn và mình mình gãi nặng nhẹ thì mình tự nhiên nhưng mà tự ở trong tâm mình mình cũng đã nói ý thức thì nó còn nhanh hơn nữa thì cái cái chỗ đó nó 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 rất là sáng và rất là nhẹ nó không có hình tướng còn nói về cái tệ đó thì nó lại lạ hơn nữa nhưng mà đầu tiên phần nhiều thì nó ở trong cái kiến thức cái kiến thức nó đầy đủ và từ ở giữa cái khoảng kiến thức cái khoảng đúng sai phải quấy cái kinh nghiệm đó nó phát sanh ra một sự hiểu biết tự phát minh ra cũng như là cái người học văn hay học toán gì đó Mà giỏi thì tự nhiên có thể phát sinh ra Một cái công thức hay là một câu văn của chính mình Thì cái đó nó gọi là phát minh Cái phát minh này là do tệ Chứ không phải là do kiến thức nữa Mà cho nên có những người họ không học nhiều Nhưng mà họ có thể là viết văn hay Hoặc là giỏi toán thì cái này họ có cái trí tuệ mình gọi là cái năng khiếu về cái chỗ đó nhưng mà thật sự họ có cái tệ về cái ngành đó nhưng mà cái tệ này mỗi người phải nghiền ngẫm và thấy ra nó thì chính xác còn nếu mình nói này không khéo thì mình sẽ bị hiểu lầm cho nó hành tướng của trí tuệ ở đây nó tâm tâu đại vương hành tướng của trí tuệ là sự cắt dứt nếu mà nói sự cắt dứt này có lẽ là chúng ta không có cái niệm yên lặng. Sự tiêu diệt, tức là không còn để cho những cái mầm mống cái gì. Nhưng mà nếu mình nói lấy theo cái này nói thì con người không thể phát ra được. Mình nói ở à, cắt dứt, mình nói nội cái mình nói ra đó nó cũng là mất trí tuệ rồi. Nó cũng là trở thành một cái thức, cái thức mà phải hành động. Dù là mình hành động trong êm dịu, trong chuyển hóa thì thì cái thức này nó cũng là phá cái trí tuệ Bởi vì cái trí tuệ là một cái tính chất tự nhiên phát sinh thôi Mà cho nên cũng như mình tu đến một lúc nào à, Kêu bằng tâm an, thần định, mọi việc rồi đó rồi Tự nhiên ở trong đó, tự nhiên mình biết phải làm gì Mình tự nhiên đó. Thế, Cái trí tuệ nhỏ và trí tuệ lớn Cũng như trí tuệ lớn thì mình soi thấy được cái sự sanh tử bắt đầu mình soi thấy mình biết được cái nhân quả biết được tất cả trong cái tính chất hành toàn cái nghiệp của mình đó bởi vì mình thấy mình thấy cái sự nghĩa là cũng như mình làm một cái gì đó rồi nó có thói quen và nó trở lại trong thói quen đó mình mới thấy dò được cái nghiệp của mình là mình làm như vậy mình có thói quen như vậy mình không làm như vậy mình có sẽ không có thói quen như vậy đó là cái trí tuệ thứ nhất Cái trí tuệ thứ nhì Thì mình thấy Chính cái thấy của mình đó Nó là trí tuệ Cho nên mình làm hay không làm cũng được Thành mình thấy cái nghiệp nó không thật sự Nó như quyển như quá Thành do như vậy Mình bỏ rất dễ dàng Còn thứ ba là mình thấy Vì sao mình sanh cái trí tuệ đó Nó cái này nó mới thật sự là trí tuệ Nghĩa là mình sao mình thanh Cũng như là mình Mình, mình biết cái kiến phần Và cái tướng phần rồi thì cái biết của mình đó là cái chứng phần mà mình còn biết cái chứng tự chứng phần nữa đó, thì trong cái tự chứng phần đó không phải là một cái tính chất tự thức mà cái tính chất mình có thể điều động cái vô hình ừ. cũng như giống như bây giờ mình thấy mình muốn cầm một cái vật thì trước hết là mình đã có thoáng qua một ý nghĩ hay là có một ý nghĩ tức là cái nghĩ đó nó nó đẩy thành cái hành động như là cái muốn ở trong tâm nó có một cái luồng làm như vậy mà nó khiến cho tự động cái tay của mình có thể đưa ra lắm đó đó là cái thứ nhất mình thấy được cái tính chất từ cái niệm từ cái tính chất cái muốn mà mình mình hành động còn thứ nhì nhiều khi mình thấy có nhiều khi mình không muốn gì ấy, mình vớ vẩn mình đưa tay mình cầm một cách nghĩa là vô tích sự nghĩa là cũng giống như người ngồi mà rung đùi mà không biết vậy đó nó có cái tính chất nó, nó láo táo mà cũng biết mình láo táo nữa à, cho nên nó cái cái đó cái, cái khóc còn có một cái nữa nó biết cả ba à, nó cho nên cái đó là ở trong một cái tính chất mà nó cân bằng đến mức nào đó mình làm không làm hay gì đó mình đều biết cái cả à. và vì vì cái biết đó cho nên mình làm nó cũng như không làm à. Còn cái không làm thì mình biết không làm mà mà mình biết cái không này là do mình không hay là tự động nó không hoặc là mình diệt trừ cái có thành cái không. Nghĩa là mình có thể biết nhiều lớp lắm. Nhưng mà đến lúc đó thì mình rất khó nói. Là bởi vì mình nói những điều kinh nghiệm đó người ta không có được. Cho nên cho nên mình nói không hấp dẫn. Người ta người ta không sẽ không 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 tin được, không nghe được thì cái mình có cái lợi ích là mình biết chính xác rồi thì mình hãy tự nhiên phát huy nó bằng cái cuộc sống của mình cho đến khi mình đang sống và khi mình sắp chết mình hãy dùng nó cho nên cái điều nó xảy ra như thế cho nên nó là sự cắt dứt sự tiêu diệt sự phá hoại sự đốn bỏ như các giấc tham sân si tiêu diệt phiền não đó. thì bởi vì cũng có người chứng hay là các giấc làm tất cả những cái này mà không có trí tuệ đó là những vị độn can có khi độn can từ quả thứ nhất cho đến a lán a lán độn khác a lán lợi khác cũng như a lán mà ông bằng đạt khác mà ông xá lợi phát khác xá lợi phát với lại mỗi vị nó đều khác Ừ. chứ không, phải là người nào mà có lại trí tuệ nữa điều đó có láng mà hay là những vị a láng đều có trí tuệ nhưng mà người ta có một cái sự chấm dứt sanh tử cân bằng lẫn nhau ở trong cái nghiệp người ta có thể cắt dứt đoạn lìa hay là người ta làm sao đó ở trong đó nó bằng nhau nhưng mà cái sự phát sanh ra cái sự rung động mà gọi là ứng đối hay là thì nó khác nhau ừ. nhưng mà trong đó ví dụ chẳng hạn như ông anh ông rất có trí tuệ ông thuộc lòng này kia còn có hơn nhiều vị a la nữa thì đâu phải vị a la không có trí tuệ như vậy đâu nhưng mà mỗi cái chỗ nó khác trong cái chỗ tệ này nó có ảnh hưởng rất nhiều ở trong cái nguyên lý của 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 cái cái lực mà biến đổi sinh tử tức là trong cái ví dụ a, a đời trước ông cũng là một người đã từng từng có trí tuệ rồi, từng như vậy rồi, cũng như những vị tu có những vị đã từng đợi trước họ đã từng tu như vậy rồi. Còn có vị thợ mới phát sanh. Cái chỗ này nó bất đồng chứ không phải bởi vì cái tâm nó vô lượng cho nên cái sự phát sinh nó cũng không có hạn lượng được. Ừ. Cho nên mới nói Đại Đức làm thế nào đưa ra ví dụ thực tiễn cụ thể về chú tâm và tí tuệ Để cho Tẩm dễ lãnh hội được chăng Có thể được Tâu Đại Vương Đại Vương đã từng khi Có khi nào quan sát Người nông dân các lúa chưa Thưa Tẩm biết rõ lắm Họ làm như thế nào Hỡi Đại Vương Cái này thật sự Chúng ta mỗi người chúng ta suy nghĩ Chúng ta nhớ lại chúng ta cũng biết nữa Nhưng mà có thể chúng ta không kết thúc Giống nhau Thưa thợ cắt bước xuống ruộng, tay trái gom lúa lại, tay phải cầm lưỡi hái cắt. Tôi thấy có người họ cũng cũng cắt tay phải, có người họ cắt tay trái, cũng có người họ viết cả bằng tay trái nữa. Cho nên cái nói là một chuyện, nhưng mà chúng ta phải thấy trong cái xã hội này nó có sự sai biệt ở trong cái hành. Cũng thế, tâu đại vương bước xuống ruộng là một nỗ lực, một cố gắng tai tái gom lúa lại là nam bát các bát bát dính bát dính gì bát dính thâm sân si tùy miên kiết sử còn trí tuệ thì cắt lìa đoạn lìa tất cả phiền não ấy như vậy được gọi là chấm dứt luân hồi được vô sanh niết bàn tâu đại vương đức vua lại cảm thán thốt lên hay quá chẳng có ví dụ nào mà sống động dễ nghe dễ thấy dễ hiểu vậy thật sự thì tất cả những cái cái từ này những cách ví dụ này thì chúng ta cũng hiểu được dễ hiểu chứ cũng không khó cho nên cuốn sách này dù có người trí hay là người ít trí chúng ta đều có thể học được cho nên nó là một cái sách quý còn nếu mà chúng ta có sáng kiến hơn thì chúng ta có thể chăm trước còn ít hơn thì chúng ta có thể nghiên cứu và phân tích nhiều chút nữa Ừ. Tất cả Pháp lành lấy giới làm sở y. Đức vua mi Lăng Đà hỏi, trước đây Đại Đức có nói muốn thành tựu Niết Bàn, vô sanh phải đầy đủ ba Pháp, chú tâm đúng, trí tuệ và thiện Pháp. Ừ. Chú tâm và trí tuệ thì chẳng đã hiểu rồi, nhưng còn thiện Pháp, những gì được gọi là thiện Pháp. Nó. Cho nên cái sự luận đạo này thực sự là nó cũng bằng cả kinh cả luận cả luận bây giờ nó nói cũng giống giống như là những cái bài kinh và cái sự phân tích nó thì như là luận nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu một cách tinh tế cẩn thận hơn thì mỗi người chúng ta đều có thể mở cái tâm mình được có thể thấy được cái 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 trí tuệ của mình nó ở vào cái chỗ nào nên ta nói nghe một cái lời lành cũng là khó nè ừ. còn huống chi cái lời lành này nó là một cái có thể thành thành ra một cái vị có đạo hay là đắc đạo được cũng như cái trong này có câu mà nó hãy nghe pháp cũng có thể là chứng đắc chứ không phải cần phải tu đó vậy bởi vì nghe nó mở mang ra và cái cái không biết của mình nó tiêu diệt đi chứ không phải là mình bỏ hay là lấy ừ. bởi vì có những cái chúng ta tu không được nhưng mà khi chúng ta nghe rồi nó nó trừ đi nó tiêu Đức vua Milan Đà hỏi Trước đây Đại Đức có nói muốn thành tựu Niết Bàn vô sanh phải đầy đủ ba pháp Chú tâm đúng, trí tuệ và thiện pháp Chú tâm đúng, trí tuệ và thiện pháp Chú tâm và trí tuệ thì Tâm đã hiểu rồi nhưng còn thiện pháp Những gì gọi là thiện pháp bởi vì ở đây á, là nói ra cái người trí cũng học được mà cái người kém trí hơn cũng học được. Cho nên phải nói một cách nó trung hòa, nó cẩn thận ở trong một cái tính chất chân mực chứ không phải là mình có cái trí tuệ rồi mình nói siêu việt mà cái người họ bình dân họ không hiểu gì hết thì nó không không đúng. Còn mình nói mà nó kém cỏi quá thì người ta thấy câu nói nó nó, 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 nó có tính chất cuộc ngủ Nó không có được giải thích thêm Thành cái hiểu nó không rộng rãi còn ở đây thì nói nó có vẻ là nó rõ ràng chậm rãi và cái từ nó đơn giản nhưng mà nó có làm cho người ta có học được dù câu nói này nó cũng không phải là chọn lựa cái cái từ như là siêu việt tuyệt đối nhưng mà cái ý nghĩa nó chính xác hơn. Trước đây Đại Đức có nói muốn thành tựu Niết Bàn vô sanh phải đầy đủ ba pháp chú tâm đúng trí tuệ và thiện pháp chú tâm trí tuệ thì tâm đã hiểu rồi nhưng còn thiện pháp những gì được gọi là thiện pháp. Thiện pháp thì rất nhiều nhưng giới mới chính là nền tảng của thiện pháp nải sanh, tăng trưởng tâm tâu đại vương. Ừm xin đại đức khai giảng cho rộng ra vâng giới là nơi vững trú nảy nở tăng trưởng của những thiện pháp sao ngũ can ngũ lực thất giác chi tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ thần túc bốn thiền tám pháp giải thoát một pháp định ba pháp nhập định đại đức hãy cho ví dụ vâng ví dụ như đất là nơi có um, các hột giống nảy mầm và lớn lên đất là nơi các loại củ có thể nứt mặn đâm nhánh đâm cây cũng như thế ấy giới là nơi nảy mầm tăng trưởng của ngũ can là tiếng tấn niệm định tuệ cùng những thiện pháp khác tâu đại vương đại đức có thể cho thêm ví dụ nữa được chăng thưa có thể được đại đức hãy đưa mắt quan sát đời sống của người năm thu trên thứ ruộng của họ phải chăng những người nông phu ấy họ cài bừa họ gieo mạ cấy lúa gạt lúa ở trên đất rồi họ có cơm ăn áo mặc cưới vợ sinh con cũng nhờ đất đất đã nuôi sống họ đất đã cho họ đời sống có phải chăng lại nữa đại vương ấy quan sát những khách thương buôn bán lộ trình xa với một trăm của xe hàng quá trăm cổ xe hàng hóa họ phải qua sông, qua biển, qua sa mạc, qua rừng núi, thị trắng, làng mặt. Như vậy rõ ràng là đất đã chuyên trả họ, đất đã nuôi sống họ. Nếu không có đất không biết hàng hóa đi di chuyển đâu. Cũng vậy một hành giả lên đường đầu tiên là phải biết phương nương tựa giới, lấy giới làm y phải phát triển giới cho sung mãn thanh tịnh thì các thiện pháp mới có cơ hội tự thành. Xin đại vương tâu rõ cũng chưa rõ lắm thưa đại đức trẫm muốn nghe nhiều ví dụ hơn trước hết chúng ta phải hiểu giới cái giới là cái tính chất để chặn được những cái thói quen mà mà nó gọi là ác hoặc là không cần thiết hoặc là rối loạn và cái chỗ đó nó có thể phát sinh ra thiện pháp bởi vì tại sao chúng ta phải phải có giới là bởi vì tất cả cái thói quen của chúng ta nó buôn tuồng từ vô thủy vô chung, chúng ta sống vô, nghĩa là cũng như vô tư vậy thôi. Cũng như con vật nó sống một cách rất tự tiên. À, nghĩa là ăn ngủ đời sống bất cứ cái gì nó làm nó không biết là mình làm gì, nó không biết thì nó cũng có cái biết mơ hồ ở một vài điểm nào đó. Nhưng mà nó không biết cái gì đang xảy ra cái gì nó sắp làm và cái gì nó đã xong có thể là nó mơ hồ trong cái mơ hồ đó cũng cũng có cái biết ừ. nhưng mà nó trở thành cũng như là bây giờ khi nó ăn no rồi thì tự nhiên nó vật ra nó ngủ và nó không nghĩ tới nó không nghĩ tới đi kiếm ăn nữa thì như vậy là dù nó không nói rằng mình không cần đi kiếm ăn nhưng mà bởi vì cái bụng nó no thành nó không có ý nghĩ để đi kiếm ăn nhưng mà nếu nó đói á, thì nó vùng dậy và cái nó đòi hỏi có cái thức ăn để được vào bụng vì thế cho nên nó mới khởi hành nó ra đi cho nên ở trong cái đời sống này á, mọi con người á, đều theo cái bản năng của mình mà sống nhưng mà có khi nó quá cái giới hạn của bản năng ví dụ như bây giờ chúng ta ăn, chúng ta ăn mà chúng ta ăn ngon nhưng mà chúng ta không biết là cái bộ tiêu hóa chúng ta nó có hạn chế. Nếu vì chúng ta ăn quá sức thì nó chậm tiêu khó tiêu và chúng ta ăn món ngon nhưng mà cái gia vị không khéo thì nó trở thành những cái tính chất độc nó làm cho máu huyết không tốt ví dụ về đó và cái thức ăn ngon chưa phải là cái chấp là cái thức ăn bổ cho nên do như vậy chúng ta phải biết cái 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 tính chất cảm xúc cái tính chất hành động của mình đó nó cần phải có sự hạn chế như thế nào cái hạn chế đó là cái giới hạn của chúng ta kêu bằng bước tới hay là dừng lại đó cho nên cái cái này đó đây là tệ giới ừ còn cái cái chỗ chúng ta biết rõ ràng tất cả mọi cái đó là cái trí giới và chúng ta giữ gìn được hay là này kia đó là đức giới còn cái nhưng mà giới ở trong này thì nói một cách rõ ràng hơn nói một cách kêu bằng nó chân thật không người trí hay là người người kêu bằng kém trí đều có thể làm được à, bắt uhm. đầu từ người nông phu đại vương hãy đưa mắt quan sát đời sống người nông phu trên thứ ruộng của họ phải chăng những người nông phu ấy họ cài họ bừa họ gieo mạ gấy lúa hoặc gặt lúa ở trên đất rồi họ mới có cơm ăn áo mặc cưới cưới vợ sinh con cũng nhờ đất đất đã nuôi sống họ đất đã cho họ đời sống có phải chăng lại nữa đại vương hãy quan sát những khách thương buôn bán lộ trình xa với 100 cổ xe hàng hóa 500 cổ xe hàng hóa họ phải qua sông qua biển qua sa mạc qua rừng núi vân vân như vậy rõ ràng là đất đã chuyên trả họ nếu không có đất thì không biết đâu. Cũng vậy một hành giả lên đường. Đầu tiên là phải, phải biết nương tựa giới, lấy giới làm sở y. Phát triển giới cho sung mãn thanh tịnh thì các thiện pháp mới có cơ hội thành tựu xin đại vương rõ. Cái này là cái giới hạn và những cái này có thể chúng ta ta giảng theo những khía cạnh nó khác nhau. Có lẽ là cái cái đoạn này nó hơi dài, chúng ta có thể phải để bữa mai thôi. Cái gì? À vậy đó. Với là bây giờ nó cũng Cái giờ nó cũng vừa đúng vừa đúng. một câu hỏi <laughs> bạn cho con xin câu hỏi ạ. tâm kiến tánh mình tâm minh tâm có phải là mình thấy rõ cái tâm mình như thế nào trong từng niệm không à? cái đó là cái 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 thấy thôi chứ chứ không phải là nhưng mà nếu nói nếu nói đúng thì cái thấy là quan trọng nhưng mà cái đối tượng của cái thấy mình mình thấy nhưng mà trong đó mình không biết là minh tâm hay là không phải minh tâm vì nếu mà mình thấy đúng thì đâu mình cần phải hỏi Còn mình hỏi tức là mình có thấy nhưng mà mình không xác định được Mình không quyết định được Cho nên ở đó nó không phải là minh còn, còn cái kiến của mình đó không phải là cái thấy Mà cái kiến đấy một mức cái Trời nó mưa lớn quá Thôi để bữa sau đi Bây giờ nói nó rắn đứt cần cổ thầy Thôi để mai nó nói trời mưa lớn rồi Dừng đi Bây giờ nói nó rắn nó mệt chứ. trời bây giờ mưa lớn à, xin lỗi để 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 mai hỏi lại thầy nói cho. chứ giờ giờ nói nó nó mệt lắm. thôi giờ chấp tay đi Bây giờ là đúng cái giờ nghỉ rồi. hôm nay tới là nó mưa bất thường lắm